Này thiện hiện, Đại Bồ Tát nên học phương tiện thiện xảo của Bát Nhã Ba La Mật Đa sâu xa như thế. Nếu học như vậy, thì mới có khả năng an trụ pháp an trụ. Nếu học như vậy, an trụ như vậy, thì đối với sắc không bị chướng ngại, đối với thọ tưởng hành thức không bị chướng ngại, đối với nhãn xứ không bị chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý xứ không bị chướng ngại, đối với sắc xứ không bị chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp xứ được không bị chướng ngại, đối với nhãn giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý giới không bị chướng ngại, đối với sắc giới không bị chướng ngại, đối với thanh hương vị xúc pháp giới không bị chướng ngại, đối với nhãn thức giới không bị chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thiệt thân ý thức giới không bị chướng ngại, đối với nhãn xúc không bị chướng ngại, đối với nhĩ tỷ thể thân ý xúc không bị chướng ngại, đối với các thọ do nhãn xúc làm duyên sinh ra không bị chướng ngại, đối với các thọ do nhĩ tỷ thể thân ý xúc làm duyên sinh ra được không bị chướng ngại, đối với địa giới không bị chướng ngại, đối với thủy hỏa phong không thức giới không bị chướng ngại, đối với vô minh không bị chướng ngại, đối với hành thức danh sắc lục xứ xúc thọ ái thủ hữu sanh lão tử được không bị chướng ngại, đối với việc xa lìa sự sát hại sanh mạng không bị chướng ngại, đối với việc xa lìa sự không cho mà lấy dâm dục tà hạnh, lời nói hư dối, lời nói thôi ác, lời nói chia rẽ, lời nói hỗn tạp, tham dục sân giận tà kiến không bị chướng ngại, đối với bốn tịnh lự không bị chướng ngại, đối với bốn vô lượng, bốn định vô sắc không bị chướng ngại, đối với bố thí ba la mật đa không bị chướng ngại, đối với tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa được không bị chướng ngại.